Vừa qua, nhà máy sơ sợi Đình Vũ, công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí PVTech đã đưa thêm 2 dây chuyền sản xuất sợi vào hoạt động, nâng công suất nhà máy lên 12 dây chuyền. Được biết, kể từ khi khởi động lại, 3 dây chuyền sản xuất sợi DTI vào ngày 20 tháng 4 năm 2018. Đến nay, nhà máy đã sản xuất 2.900 tấn sợi DTI và tiêu thụ được 2.500 tấn sản phẩm. Mặc dù kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, nhưng đây là tín hiệu cho thấy thị trường sơ sợi sau chu kỳ đi xuống đáy vào năm 2014-2015 thì từ cuối năm 2016 cho tới nay đã khởi sắc trở lại. Đặc biệt, thị trường sơ sợi trong nước đang mở rộng với nhu cầu sơ trong nước là 255.000 tấn một năm, trong khi tổng công suất sản xuất của PVTech và nhà máy của Formosa chỉ đáp ứng được từ 50 đến 60%. Đây là một thuận lợi rất lớn cho PVTech nói riêng và thị trường sơ sợi Việt Nam nói chung. Hiện PVTech và đối tác tổ hợp An Phát đang tích cực bảo dưỡng tiếp các dây chuyền DTI còn lại để đưa vào khai thác, với mục tiêu quý 2 năm 2019 sẽ nâng công suất nhà máy lên 25 dây chuyền sản xuất sợi DTI và quý 4 năm 2019 sẽ khởi động lại toàn bộ nhà máy. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân PVTech. Ông tin tưởng với những bước đi vững chắc vừa qua, cùng với cơ hội thị trường rộng mở cho ngành sơ sợi, con thuyền PVTech sẽ sớm cập được bến bờ thành công.